Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ông cháu nhà ông Tuyền vlog xuống đây cái mương tưới này lại kiếm được một con cá. Các bạn vào xem rồi ủng hộ cho ông cháu nhà ông Tuyền nhá. Mương tưới hôm nay thóc cạn không có cá này không? Còn gì đấy? Còn gì chẳng đây rồi? Tao nhìn thấy chẳng đây rồi. Đấy, 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 đâu rồi? To rồi ngoan. Ừ, nhúc mất rồi. Ủa, còn đây con này con to bé. Cái này chạy đúng nấm rồi này. Con gì to cơ. Con bé quá không phải. Đấy, thấy chưa? Đấy. Úi giời, ôi, người ta bổ to là to, nhiều là nhiều mà. Một con. Đâu rồi? Đấy. Thế mua một đống thấy mấy con ấy. Chúc nó lên nó cứ dần dần luôn rồi. Lắc còn đâu. Chúc nó chạy gì hết này. Ý nó rồn. Úi giời. Đấy rồi. Nó niệm ở dưới này. Tán 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 tán. Đấy. Lên đi đây rồi. Làm một ổ 4-5 con. Chốc nữa đánh lên để đấy. Úi, thấy chưa? 2-3 con này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Chạy đâu rồi? Đấy. Khoan ạ. Nhặt một lúc thì chán ăn. Hôm nay nhiều cả. Họ tháo cả của mình làm mạ. Đấy. Chuẩn bị lúc gì đầy ăn. Ôi trời, chạy chưa cả. Úi dồi. Úi dồi. Nên rô đầu ngon lành. Sinh không chín đâu rồi. Dạ con đây. Chào tất cả mọi người nhá. Chào. Con chào. đang ra thì đã thấy ông đã kích ở đây rồi. Thế tao chào nâu rồi, giờ mày chào lại thôi. À thế ạ. Là một cân cá đây này. Ngày vâng. Cá rô mày dặn luôn này. Ui, dặn vào rồi. Mày hả bưởi ơi, đừng có chạy. Vào rọ đi, chạy vào rọ chứ chạy đi đâu. Vâng, thì chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay sinh ra hơi muộn một chút. Cầm túi đây. À, đấy thì tại vì con thấy nước nó tháo nó cạn lắm không ạ? Như là họ tháo nước để rau xạ sao đây không ạ? Ui ôi, ổ lông phi luôn. Cái loại này phải gì rán giòn với băm chả thì quá tuyệt vời luôn. Ông ơi, hôm nay đây. Hôm nay bắt nhiều mà tí con về con băm chả không ạ? Hôm nay cứ đây, úi giời quay. Ui. Tại sao nó lại nhiều cá thế các bạn ơi? Ôi, nhiều lông phi thế. Nó tháo môi chân mạ. Vâng. Làm mạ nó xuống. Ui. Chúng nó xuống chỗ kia rồi, chỗ kia tao lấy tao lên tao thật ra thấy nóng quá tao phải chạy về. Tao đang sang nhà mày tao gọi đi làm nhưng mà con cứ tao chạy về trước. Con lên mảnh luôn đấy. Vâng, ông ơi. Lên trên cống kia chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy con nghĩ à? Ui. 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 Đúng rồi, nhặt cá mỏi tay luôn các bạn ạ. Trời. Để bé ăn tạm nhá. Không, con về con băm hết đâu ạ. Hôm nay gọi là chỉ tiêu ông con mình sẽ làm món đấy nên là bé nhặt hết nhá mọi người nhá. Xem về băm chả. Hết Tết rồi, ăn được rồi. Còn những cái con nhỏ quá thì mang thả ao nữa không ạ? Đấy, okay, đấy con gì nó chui vào. Ấy trời ơi, một đôi luôn. Ui, nhặt cá đúng mỏi tay luôn các bạn ạ. Không phải lúc nào nó cũng đúng cái lúc như này đâu mọi người. Bởi vì khi mà nó tháo ấy, khi mà nó tháo xong nó cạn hẳn ấy thì nước có đứng thì sẽ không còn cá lên nữa mọi người nhá. Đây là trong quá trình nó đang tháo, nước có đang chảy thì mới có thôi. Còn lúc nào cũng gặp được cái cảnh này đâu. Còn lúc nó cạn rồi thì nó đứng nước rồi sẽ không có để bắt nữa đâu. Đấy thì tại thấy nước nó khá là cạn mọi người ạ. Nên là phải gọi ông đi kiếm ăn ngay mọi người nhá. Đấy thì video kích cá của ông con mình làm thì chỉ mang tính chất giải trí thôi. Thì mong mọi người xem video vui vẻ, không nên làm theo nhé. Ông con mình bắt cá để ăn thôi chứ cũng không có nhiều để mang đi chợ hay như nào mọi người ạ.
Thế còn nếu bạn nào thích ăn cá đồng như thế này thì cứ liên hệ con mình sẽ cho đi trải nghiệm và đặc biệt là chế những món ăn dân dã từ những thứ mà ông con mình đi săn bắt được nha mọi người. Ui giời, ui. Sao nó lại ui không biết nhận con nào luôn. Chúng ngổ luôn. Mày đừng bỏ sót nhá thằng Dũng nhá. Con mình nhận mày hay bỏ sót nó mày lười lắm đấy. Có nhiều quá thì cháu thì cũng phải nhiều lúc cũng phải để cho nó thất thoát đi chứ. Thế này ra cân sắt để cho vào cân sắt để ra cân đinh nữa thì thôi. Nhìn thích mắt thật mọi người ạ. Mọi người những cái con cá rô phi này trông nó bé vậy thôi nhưng mà bé cá đồng nó cực kỳ ngon. Thiên nhiên ăn cực giòn luôn. Cực giòn rán giòn lên mới lại băm chả. Ôi đấy con này to này ông ơi. Ui nhanh nhanh ông ơi. Nó chạy đây rồi. Con này to lắm. Này, hôm nay con nào với con nào? Hôm nay ông Tuyền đảm bảo về rã rời cánh tay nhặt liên tục. Thôi được chú ở đây bỏ. Chút lại bắt lại. Đấy. Không nó lỗi chưa? Đẹp chưa? Nhìn đã mắt thật. Đeo đổ lên cho nó dễ, không phải đổ lên nó vì chút mình mắc mình sót. Đổ đây không sót được. Vâng. Mới đứng chân lên nhặt đây, tao đổ bên này đây. Mày vén vén cái lá cái này tôi chúc cho các bạn xem nó mới lên được. Này chỉ có bác niềm cắt đi thôi không ạ. Mày vén lên cái không biết được hết trên này này. Đấy. Ui giời, con to đấy. Biết được hết mà tao bảo bao nhiêu mày không nghe tao. Đấy. Không biết được đâu. Nó kín mít vào mắt của nó mà nhìn. Mày không nghe nè. Đấy, đấy con thấy ui. Ui bắt con to này ông. Con to chạy đây. Được, tao đi tao bắt cá này cơ. Ui. Ui cả cái chép lên này. Ui ui. Ui giời ơi. Ui ui. Một ổ cá. Ui. Ui ui. Ui ui. Nó chạy ra mọi người. Ui con cá chép đây. Con cá này con cá gì? Con cá chép không ạ? Chép cái đó. Vâng. Nhưng mà hơi nhỏ ạ. Những cái con đấy thì chỉ mang về thả nó mọi người ạ. Cho mọi người xem những con cá rô phi thì rất là nhỏ. Ui ui chép to. Chép to. Chập trứng đi ông. Chập trứng. Vâng. Đây chép nữa. Ui giời ui. Đây chép nữa này. Đâu rồi? Đâu rồi? Rồi đây, bắt bắt trong này. Ui đây con chép. Đúng không? Đâu, không phải. Khá nhiều chép, toàn kiểu dạng như gọi là chép giò ấy không nhỉ? Nui nui trong nó mưa như này, đây đây đây, cái này đây này. 2 3. Lín thở. Ui giời. Ui ui ui. Chui đấy, có trong. Ui kìa. Cái gì trong nhỉ? Ui. Tôi giúp ơi đến đây nhặt luôn đấy, nhặt cho không nên lại xuống xuống đầm mất rồi. Về đây đây ông ơi. Con này to không? Đừng để chạy mất đâu ạ. Mất rồi. Đây, con đi vào bước trên đây rồi. Đây nhặt đi không thì xuống nó lại tụt xuống đầm mất. Nặng cổ chưa? Nặng tay chứ nặng cổ. Đấy, thế là nhiều quá nó mất đi. Chép về đây. Ôi ôi. Con mang về rặng đi. Đi có khoảng chỗ này có khoảng hơn chục mét tí đâu mọi người ạ. Độc có hơn chục mét tí đâu mà làm một giỏ cá này mọi người này. Ui,
cho sống thôi mọi người nhé. Cho sống thôi. Vâng. Thôi các bạn thấy hay này, cho ông cháu tôi sinh công chín đến muộn cho nó nửa nai thôi. Nên là cháu bạn nhá, về rộng thì không được chết mất. Vâng. Thôi để tiếp video kế tiếp nhá các bạn nhá. Vâng, thì ông con mình sẽ lại tiếp tục đi bắt, nhưng mà trước khi bắt là phải sống nó vào mọi người, vì cũng cá này cũng không phải là ăn hết được, mà nó cũng quá nhỏ nên là ông con mình sẽ mang thả. Mình mong mọi người xem thì ủng hộ cho ông nhiệt tình bằng cách nhấn like cũng như đăng ký và chia sẻ video giúp ông nhá. Hẹn mọi người những clip tiếp theo nhá. Còn biết sẵn còn vâng, đúng ổ cá rồi mọi người ạ.